Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần bài học PHP nâng cao. Thì trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách upload dữ liệu lên server. Thì chúng ta đã biết thì ở rất nhiều hệ thống web thì chúng ta cần phải upload cái ảnh hoặc upload tập tin server để phục vụ cho một cái yêu cầu nào đấy. Về ảnh thì chúng ta có thể là upload lên để làm ảnh sản phẩm, làm ảnh của bài viết tin tức. Đấy, còn về tập tin thì chúng ta có thể upload lên để chúng ta có thể là chia sẻ những tài liệu cho người dùng trên mạng internet. Thì trong bài giảng hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách upload một cái tập tin, mà cụ thể là tập ảnh từ máy tính lên server. Để làm được công việc này thì đầu tiên các bạn phải thực hiện cái việc là cấu hình trong file PHP.ini, phải bật cái trạng thái upload file lên. Đấy, cụ thể các bạn có thể là mở trong phần file PPNI ở trong cái file cài đặt sang của chúng ta. Thì các bạn sẽ bật cái dòng lệnh file upload bằng on lên. Thì mặc định ở các server thông thường thì nó sẽ bật sẵn cho chúng ta. Nhưng mà nếu như các bạn mà khi upload mà nó báo không upload được thì các bạn hãy vào trong file PNI này. Chúng ta sẽ bật cái trạng thái này lên OK thì chúng ta có thể là thực hiện được công việc upload. Thì đấy là công việc cấu hình. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải xây dựng một cái form upload file. Thì để upload được file thì chúng ta phải sử dụng cái form có cái phương thức truyền dữ liệu là phương thức POST. Và kèm theo một cái asset type multipath duyệt form data như các bạn thấy ở hình vẽ như này. Tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải có một cái input type bằng file. Đấy. Và có một cái name chỉ định ở đây. Và lát nữa thôi thì khi mà chúng ta upload server thì tất cả những cái dữ liệu của file upload nó sẽ được truyền vào cái mảng file và lấy cái tên file upload này làm cái key của cái mảng file đấy. Thì để công việc upload file chúng ta được diễn ra một cách tốt nhất thì đầu tiên thì chúng ta cần phải tạo cái folder để chứa file, và thứ hai nữa là chúng ta phải là kiểm tra một số cái tiêu chuẩn của file upload server, ví dụ như cái loại file mà chúng ta cho upload server là loại file gì, đấy, loại file ảnh hay loại file doc hoặc là Excel gì đấy. Đúng không? Tùy theo từng cái nhu cầu của hệ thống chúng ta phải upload, chúng ta sẽ cho phép upload lên những cái file hợp lý. Bên cạnh đấy thì có thể là chúng ta phải kiểm tra thêm dung lượng của cái ảnh đấy đẩy lên server lên thì đẩy từ máy tính lên thì có hợp lý hay không. Đấy, ví dụ chúng ta cho giới hạn là max là khoảng tầm một cái ảnh là khoảng tầm 5 MB chẳng hạn. Đấy, ví dụ trường hợp nó quá nặng thì chúng ta không cho phép nó upload server. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể là kiểm tra xem thử là cái file đấy đã tồn tại trên cái hệ thống hay chưa. Nếu như chưa thì chúng ta có thể là thực hiện một cái thuật toán rename, hoặc là chúng ta sẽ báo cho người dùng là ảnh này đã tồn tại trên server rồi. Thì đấy là một số các bước mà các bạn cần phải nắm trong cái việc thực hiện upload file. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ví dụ demo về upload file. Như các bạn đã thấy ở đây thì tôi đã tạo sẵn một cái file upload.php trong cái folder PHP Advanced. Thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là có một tiêu đề là upload ảnh server, và phía bên dưới thì cũng có một cái chú file là cho chúng ta phép là chọn file cần upload và một nút submit để chúng ta thực hiện cái công việc là đẩy cái file từ client lên server, từ máy tính chúng ta lên server. Rồi sau đây tôi sẽ làm demo cho các bạn. Các bạn nhấn vào choose file. Thì ở đây có rất nhiều hình ảnh đây. Chúng ta muốn upload cái hình ảnh nào lên thì chúng ta sẽ nhấn vào hình ảnh đấy để chọn. Ví dụ tôi chọn cái file 2 này .jpg. Tôi nhấn vào submit. Sau khi submit xong thì tôi đã hiển thị lên một cái câu lệnh rất đơn giản là bạn đã upload thành công. Đấy, và bên dưới này thì tôi đã show được cái bức ảnh mà chúng ta vừa upload lên server. Tương tự như thế thì tôi sẽ thực hiện upload ảnh thứ hai là ảnh PHP MySQL này. Tôi nhấn vào submit. Rồi sau khi submit xong thì chúng ta cũng được những cái thông báo tương tự, và hình ảnh chúng ta cũng đã được đẩy lên trên server. Ok.
Thì đấy là những cái gì mà chúng ta đã thấy ở cái phần demo, và sau đây tôi sẽ cho các bạn vào trong cái phần code này. Chúng ta cùng xem thử là những cái file chúng ta đẩy lên như thế nào. Đấy, thì khi mà chúng ta upload file lên, thì đây cái file chúng ta đã vừa gọi này, cái file file upload, đúng không? Còn đây là folder upload. Đấy, folder chứa những cái file mà chúng ta muốn đẩy từ máy tính chúng ta lên server. Các bạn cứ liên tưởng đấy là phần server của chúng ta, những file này này là những file đang ở server. Và sau này khi chúng ta upload cái hệ thống code chúng ta lên server ấy, thì cái việc upload này nó không phải là đơn giản là chúng ta sẽ upload từ một file trong máy tính chúng ta lên cái server ảo nữa, mà nó sẽ lên server thực. Và khi chúng ta upload lên server thực thì chúng ta có thể là chia sẻ cho tất cả những cái người ở trên mạng internet là có thể là xem được cái file hoặc là những cái tài nguyên mà chúng ta vừa upload lên. Rồi. Thì đấy là sơ qua những cái mà bạn cần phải nắm qua về về cái upload file này. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để chúng ta có thể là upload một file lên server bằng cái việc là làm việc với cái mảng file trong hệ thống và thực hiện những cái bước là kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển cái file lên server. Thì bây giờ tôi sẽ xóa những cái có sẵn này đi. Và tôi cũng xóa cái này đi. Trong phần của chúng ta thì có hai phần, đúng không? Cái phần phía trên ấy là phần xử lý PHP và phần phía dưới phần HTML. Đấy, phần HTML là cái phần đơn giản thôi, cái phần này tôi cũng không cần phải xóa đi làm gì cả, vì xóa đi phải đánh lại nó mất rất là nhiều thời gian, nên tôi sẽ để ở đây. Đấy, và các bạn cần phải nắm được là một số cái thông tin ở trong cái form này. Cái form chúng ta gồm có một cái method bằng post này. Đấy, các bạn muốn upload lên thì chắc chắn cái method bằng post rồi. Và cái entity type multipath form data thì cái này bắt buộc phải có để chúng ta mới có thể là upload được file lên server được. Rồi phía dưới chúng ta có một cái input type bằng file có name là file upload. Như thế nào? Rồi phía phần trên này thì tôi sẽ tạm thời xóa nó đi. Cái phần kiểm tra cái việc người dùng có submit hay không là đơn giản thôi, nên tôi sẽ để nó lại. Thế nào? Thì cái bước đầu tiên chúng ta cần phải upload server ấy. Rất đơn giản thôi. Chúng ta phải kiểm tra trong cái mảng file này nó cũng có những cái thông tin gì, đúng không nào? Mảng file. Rồi. Vì cái bản chất của việc upload server thì tất cả những thông tin của cái file upload server nó sẽ đẩy vào cái mảng file. Rồi, chúng ta enter xuống. Bây giờ chúng ta lại thực hiện lại công việc lúc nãy. Nhấn vào file 2 này, nhấn vào submit. Thì giờ nó không còn upload như lúc nãy nữa vì những cái file xử lý chúng ta đã bỏ qua rồi. Và bây giờ thì nó chỉ có hiển lên cái mảng file thôi. Để các bạn có thể là dễ theo dõi hơn thì tôi sẽ cho vào cái câu lệnh echo. Chỗ này tôi đẩy vào cái cấu trúc pre này vào. Rồi, chúng ta sẽ reload lại. Như các bạn thấy ở đây. Thì đây chỉ là cái nội dung của file upload. Đấy, cái key đây. Key file upload này là chính là cái file name của cái file lúc nãy mà chúng ta đã khai báo. Này, như các bạn thấy. File upload đúng không? Hai này nó phải đồng nhất nhau này. Đồng nhất nhau. Rồi thì chúng ta cùng xem thử là trong cái mảng file upload nó có những thông tin gì. Đầu tiên chúng ta là có name nha. Có name. Name ở đây là file gạch dưới 2 JPG, thì đây chỉ là cái file name của cái file đấy, đúng không? Tiếp theo nữa là cái typer. Đấy, cái typer đấy là cái đuôi file, đúng không? Cái kiểu file. Đây, kiểu file này là nó thông báo là đây là một cái image và cái đuôi của nó là JPEG. Cái kiểu kiểu file là JPEG. Đấy. Và các bạn thấy ở đây là có một cái TMP name, đúng không? Thì đây chính là cái file tạm. Khi chúng ta upload thì nó sẽ chuyển cái file chúng ta cần upload cho vào một cái file tạm ở trong hệ thống.
Và từ file 8 đấy, sau khi chúng ta kiểm tra mọi thứ xong rồi, chúng ta sẽ mover, chúng ta sẽ chuyển cái file này từ trên máy tính chúng ta lên server. Đấy. Tiếp theo nữa chúng ta có một cái key là error là bằng 0, có nghĩa là cái việc upload đẩy lên như thế này nó không có cái lỗi gì cả. Còn error 1 thì chứng tỏ là cái việc upload của chúng ta nó sẽ gặp vấn đề. Và tham số cuối cùng là chính là và cái thông tin cuối cùng chính là cái size. Đây là cái kích thước của file chúng ta upload lên. Thì cái chỉ số file này thì nó được hiển thị ở cái đơn vị là byte. Thì đấy là một số thông tin mà các bạn cần phải nắm ở cái mảng file này. Và sau đây chúng ta cùng đi vào cái việc là phân tích và để chuyển cái mảng file, chuyển cái thông tin của cái file cần upload lên server. Còn hiện tại như thế này thì đấy chỉ là những cái thông tin của cái file chuẩn bị upload thôi, còn nó chưa có để lên server. Vì sau khi chúng ta cần phải tạo thư mục để chứa file trên server, và kèm theo chúng ta cần phải kiểm tra các điều kiện, và cuối cùng là chúng ta mới chuyển cái file lên server được, đúng không nào? Thì đây chính là cái thông tin của mảng file thôi. Đấy, chưa có gì xuất hiện trên server cả. Rồi, tôi sẽ tạm thời để cái mảng file ở đấy. Và chúng ta sẽ đi làm từng bước một. Thì bước đầu tiên tạo folder upload đấy để chứa file, đúng không nào? Chứa file. Thì tôi tạo folder ở đây upload. Ok. Thì để lưu trữ cái tên folder này thì tôi tạo một cái target dot bằng upload nào, có trục thư mục. Rồi. Thì sau khi tôi đã tạo được cái thư mục mà để chứa file xong ấy, ấy thì giờ cái thao tác chúng ta cần phải tạo một cái folder, một cái target file. Target file có nghĩa là cái đường dẫn của cái file mà chúng ta sau khi upload lên server. Đấy như nào? Thì cái này bằng cái gì? Bằng cái target the nối với base name của cái gì? Base name thì nó sẽ lấy cái tên và cái đường dẫn của cái file phía sau cùng. Thì cái tên của cái file mà cần upload lên thì nó nằm ở trong mảng file, đúng không? Trong mảng file và nó nằm ở cái trường gì? Trường name, đúng không nào? Trường name. Ok. Rồi. Thì giờ chúng ta sẽ làm từng bước một nhé. Ở đây là tạo đường dẫn file sau khi upload lên hệ thống. Rồi, chúng ta sẽ show cái target file này lên xem nó đã đúng theo ý chúng ta hay chưa. Chúng ta reload lại nhá. Nó bảo là không có xác định cái chỉ số name đấy trong cái bảng file. Vì sao? Vì chúng ta chưa có đẩy vào cái key file upload vào, đúng không nào? Đấy, các bạn phải nhớ này, file upload đấy, mới đi vào từng cái key trong này. Rồi, chúng ta sẽ đi load lại. Ok. Đấy. Thì như các bạn thấy ở đây thì đây chính là cái đường dẫn của cái file mà sau khi chúng ta upload lên server. Đấy, chúng ta muốn sau khi upload server chúng ta có đường dẫn này, đúng không nào? Ok. Rồi, khi chúng ta đã có đường dẫn xong rồi ấy, thì đến cái phần cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển cái file ở cái file tạm ở trên hệ thống chúng ta, ở trên máy tính chúng ta lên trên server và theo đường dẫn này, đúng không? Rồi, cái bước này coi như là ok, tạo target file ok. Bước thứ hai nữa. Bước 2. Kiểm tra điều kiện
upload nào. Rồi để kiểm tra điều kiện upload ấy thì chúng ta có những cái điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất này, kiểm tra kích thước, đúng không? Kích thước file. Điều kiện thứ hai, kiểm tra loại file. Đấy, loại hay là gọi là đuôi file đấy. Trường hợp thứ ba, chúng ta kiểm tra sự tồn tại của file, cần upload của file. Ok, đấy. Đấy, chúng ta đi vào kiểm tra kích thước đầu tiên. Kiểm tra kích thước. Rồi khi nói về cái kiểm tra kích thước này, thì vì sao chúng ta cần phải kiểm tra kích thước? Vì cái dung lượng của cái hệ thống chúng ta trên server thì nó có hạn, đúng không? Nếu như một người dùng mà nó cứ up một cái file nó rất nặng lên trên hệ thống, mà nó lặp đi lặp lại rất là nhiều cái hành động như thế, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái dung lượng trên hệ thống trên server chúng ta nó sẽ bị tan, và làm cho cái hệ thống chúng ta nó sẽ hoạt động nó không được tốt. Rồi giờ để kiểm tra kích thước này, chúng ta phải kiểm tra thông qua cái trường nào? Đấy, như các bạn thấy ở đây, chúng ta có một cái thông tin là sai, đúng không? Đây, thông tin sai nằm trong cái mảng file upload này. Thì chúng ta phải kiểm tra với một cái định mức nào đấy mà chúng ta cho phép. Đấy chưa? Ví dụ định mức chúng ta cho phép là 5M chẳng hạn. Cho phép 5M. Thì 5M này thì kích thước mà trong cái file upload chúng ta để server thì kích thước nó tính bằng byte. Thì giờ công việc chúng ta phải kiểm tra thằng 5M này so với chuyển đổi qua byte thì nó bằng bao nhiêu byte. Thì từ cái việc đấy thì chúng ta sẽ so sánh trên cái số được chuyển đổi so với cái file và file upload sai, đúng không nào? Thì để chuyển đổi thì các bạn có thể là truy cập vào whatsby.com. Đây, theo cái đường dẫn này thì các bạn có một cái giao diện để chúng ta chuyển đổi giữa megabyte và byte. Đấy. Còn không được thì các bạn có thể tìm một số cái tài liệu ở đấy để chúng ta sẽ chuyển đổi từ một cái đỉnh mức về byte, megabyte sang byte, đúng không nào? Ví dụ tôi cho phép cái hệ thống của tôi là upload những cái file ảnh mà có dung lượng bé hơn 5M chẳng hạn, thì tôi điền vào đây số 5 và tôi sẽ nhấn vào convert như thế này. Đấy, thì các bạn thấy ở phần byte này chúng ta có là 5.242.880 byte, đúng không? Đấy, thì giờ tôi sẽ sử dụng con số đấy để kiểm tra byte. Ok, thì giờ tôi kiểm tra như thế nào? Để kiểm tra phần này thì chúng ta cũng phải sử dụng cái mảng này, mảng file upload, nhưng với tham số là gì? Tham số sai, đúng không? Các bạn nhìn ở trên này, đây, tham số sai này bằng cái này. Nếu như mà cái file upload của chúng ta có dung lượng bé hơn 5.242.880 này thì chúng ta sẽ cho upload bình thường, bé hơn hoặc bằng, đúng không? Còn ngược lại lớn hơn thì chúng ta phải báo lỗi, đúng không nào? Đấy. Thì giờ khi đã nói đến cái việc báo lỗi thì chúng ta cần phải có một cái gì đấy để lưu lại thông tin lỗi trong suốt quá trình chúng ta thực hiện cái việc kiểm tra này. Thì các bạn nhớ lại là ở phần đầu về xử lý lấy dữ liệu form ấy, truyền dữ liệu form lên server, thì tôi đã có trình bày cho các bạn một cái thuật toán gọi là thuật toán đặt cơ hiệu, đúng không nào? Đầu tiên thì các bạn cần phải tạo một cái mảng error bằng một cái mảng rộng nha. Đấy, và các bạn sẽ đi cập nhật những cái lỗi cho vào cái mảng này. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta có gì? Error này. Đấy, giờ chúng ta sẽ đẩy cái lỗi vào trong này.
kích thước. Chỉ được upload file dưới 50 nha. 50. Rồi. Rồi, chúng ta đẩy vào cái mảng Arrow này. Thì ở đây chúng ta có thể là điền thêm key vào, đúng không? Thêm key vào Arrow của gì? Arrow của file upload size chẳng hạn. Đây, hoặc chúng ta có thể là để kiểu tự động nó đẩy vào trong cái mảng Arrow mà chúng ta không cần key cũng được. Không sao, cũng tùy theo từng trường hợp chúng ta cần sử dụng. Ở đây thì tôi sẽ tạo một cái key của cái arrow này, là key có tên là arrow của file upload là như nào. Thì sau này khi chúng ta làm việc thì không phải là một cái form này chúng ta chỉ có upload file, mà chúng ta có thể upload nhiều text hoặc là nhiều cái thông tin khác đấy. Nên mỗi cái trường hợp rồi như thế thì tôi sẽ đẩy vào trong này một cái tên riêng, đúng không, một cái key riêng để chúng ta dễ phân biệt. Rồi, thì tôi đặt chung tất cả những cái lỗi của file upload thì cho vào cái trường đi cho vào cái key là file upload chúng ta. Rồi, đây chính là cái kiểm tra cái kích thước file. Điều kiện thứ hai nữa, chúng ta kiểm tra loại file. Đấy, loại file. Thì ví dụ ở đây, chúng ta muốn upload cái file lên thì những cái loại file chúng ta cho phép là loại file gì? PNG này, JPG này, JPEG hoặc là ảnh động GIF, đúng không nào? Thì đây là một cái loại, một số cái loại file thường cho phép chúng ta upload lên server. Đấy, ảnh PNG là cái ảnh có thể chúng ta làm việc ở dạng thông suốt. Đấy, còn lại hay ảnh này thì ảnh loại bình thường, còn ảnh GIF ấy thì ảnh động, đúng không nào? Thì giờ chúng ta cần phải kiểm tra cái file chúng ta cần upload lên ấy, thì nó có thuộc vào một trong những cái loại file này hay không, đúng không nào? Thì để chúng ta biết được có thuộc vào hay không ấy, thì chúng ta cần phải biết được cái file typer của chúng ta là cái file gì, đúng không? Typer. Rồi, typer. Thì để lấy cái loại file này chúng ta có một cái hàm là pass info. Rồi trong pass info này thì chúng ta sẽ truyền vào cái loại file của chúng ta, truyền vào cái file này này, truyền vào name. Đấy. Và cái tham số tiếp theo là path info extension. Đấy, có nghĩa là nó sẽ lấy cái đuôi mở rộng của cái tên file này, đúng không nào? Đấy, các bạn có thể sử dụng cái target file hoặc sử dụng cái dollar file file upload name là cũng ok, không sao cả. Và đây chúng ta sẽ chấm phẩy. Ở bước này cũng rất là cẩn thận để chúng ta phải xuất ra cái file upload, file typer của chúng ta xem thử nó có đúng hay không. File typer. Rồi, giờ chúng ta sẽ reload lại. Continue. Đấy, như các bạn thấy ở đây, chúng ta đã lấy được JPG, đúng không? Đấy, JPG. Đấy, cái đuôi chúng ta này, JPG, thì nó đã lấy được cái đuôi này rồi. Thì giờ công việc là chúng ta chỉ cần xem thử là cái đuôi JPG này có thuộc vào một trong những cái đuôi file này hay không. Nghe nào? Thì giờ chúng ta cần phải làm gì để kiểm tra? Đấy, cần phải làm gì để kiểm tra? Thì để kiểm tra một phân tử trong một tập hợp phân tử nó đấy thì cách đơn giản nhất, thì bạn phải tạo một cái mảng và chứa tất cả những cái phân tử đấy, và chúng ta thực hiện kiểm tra thông qua một số cái hàm hỗ trợ của mảng. Đấy, còn nếu như cách thông thường ấy, cách một thủ công nhất thì các bạn phải kiểm tra cái file typer này có bằng một trong những cái file này hay không. Đấy, hoặc bằng như thế thì nó rất là mất thời gian, và lại những cái cột mình cũng rất là rối. Đấy, chúng ta phải chuyển qua làm việc với mảng thì nó hay hơn rất là nhiều. Để làm việc với mảng chúng ta tạo một cái là file typer allows. Đấy, những cái loại file mà cho phép chúng ta cho vào của một cái mảng.
Được chưa nào? À, trong bảng này thì chúng ta lại đi copy tất cả những cái thằng file cho phép này vào. Đúng không? File cho phép. Được chưa bạn? Rồi. Chúng ta phải đi kiểm tra cái điều kiện là xem thử là cái file typer này có thuộc vào file typer allow hay không. Đúng không nào? Thì giờ chúng ta phải đi kiểm tra lỗi thì có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra cái điều kiện phủ định của nó. Kiểm tra nếu như cái file typer nó không thuộc vào một trong những phân tử của cái mảng file typer allow thì cái đấy chúng ta sẽ báo lỗi, đúng không nào? Đấy thì phủ định này. Cái hàm kiểm tra một phân tử trong một cái mảng là file array in array, đúng không nào? Đấy, in array. Thì cái tham số thứ nhất của chúng ta là gì? Là tham số phân tử. Tham số thứ hai là chính là cái mạng. Ok chưa? Rồi nếu như mà nó không có nó trả về true, khi phủ định như này mà trả về true thì chứng tỏ là cái file upload chúng ta nó không thuộc vào trong cái tập hợp những cái đuôi file này, thì cái đấy chúng ta sẽ báo lỗi. Chúng ta cũng copy cái thằng này xuống và thông báo một cái lỗi khác của file upload là gì? Chỉ cho phép upload file ảnh, đúng không nào? Đấy, file ảnh ở đây thì có thể chúng ta sẽ mở ngoặc ra hoặc là chúng ta thực hiện một cái việc chú thích ở đây các bạn, để người dùng người ta biết được đấy là những cái file nó có đuôi là png, jpg hoặc jpeg hoặc là gif, đấy nhá nào. Đấy, đơn giản như thế. Rồi ở đây thì có một cái trường hợp rất là hay như này, thì các bạn cần phải để ý khi chúng ta lấy cái tên file. Thì nếu như cái tên file chúng ta đặt ở cái file chúng ta cái đuôi file thì có thể là in thường hoặc in hoa, hoặc là nó lẫn lộn hỗn hợp giữa in thường in hoa. Thì nếu như chúng ta mà kiểm tra theo cách như này thì nó chỉ có nhận được những cái file có đuôi in thường thôi. Được như nào? Còn nếu như mà nó in hoa là chịu. Đấy, thì giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ convert cái thằng này. Chuyển đổi cái typer này này. Cho in hóa lên hết, đúng không? À, cho in thường đi. Cho in thường để cho khớp vào trong cái mảng này thôi. À, để in thường cái file typer này. Thì chúng ta thực hiện được cái hàm string. String to lowers. Yeah. Chuyển đổi về in thường hết. Các bạn có hiểu được đơn giản đấy không? Tên file chúng ta này có thể là in thường hoặc in hoa, hoặc là nó hỗn hợp giữa in thường in hoa. Thì giờ để kiểm tra cho nó ok thì chúng ta sẽ convert cái tên file đấy, cái đuôi file đấy về dạng in thường hết để so sánh với thằng này. Thì ví dụ như p hoa n thường ag thường chẳng hạn thì nó sẽ chuyển đổi tất cả về png hết. Đúng nào, vừa in thường với in hoa nó chuyển đổi về in thường hết, thì chúng ta kiểm tra nó sẽ không bỏ sót cái trường hợp. Rồi. Ok. Đây là cái việc kiểm tra loại file. Tiếp theo nữa chúng ta kiểm tra file đã tồn tại trên hệ thống. Đấy. Thì ở cái trường hợp này thì khi chúng ta đẩy một cái file lên server ấy, thì trong cái folder upload này thì những cái file đó là những cái file duy nhất, nó không thể tồn tại hai cái file mà cùng cái tên file ở trên cái folder upload đấy. Có thể nội dung giống nhau nhưng mà cái tên file thì chắc chắn nó phải khác nhau. Đấy, vì thế nên khi mà chúng ta upload một cái file lên server thì chúng ta cần phải kiểm tra xem thử là cái file đấy đã tồn tại hay chưa. Đúng như nào? Nếu đã tồn tại rồi thì chúng ta phải sử dụng một cái thuật toán nào đấy để chúng ta rename cho cái file đấy, hoặc chúng ta phải báo cho người dùng biết để người dùng có thể là đổi file trước khi upload lên. Thì ở đây chúng ta phải làm cái công việc gì? Để kiểm tra file đã tồn tại hay chưa thì chúng ta chỉ cần kiểm tra if file exists, đúng không? Rất đơn giản. File target file. Ok. Đây chúng ta kiểm tra target file xem thử nó đã tồn tại trên hệ thống hay chưa. Các bạn nhớ lại này, cái biến target file chúng ta là cái biến mà chứa cái đường dẫn chúng ta upload lên server, đúng không? Đấy, thì giờ chúng ta kiểm tra xem thử là cái đường dẫn này đã tồn tại hay chưa. Nếu đã tồn tại rồi thì chứng tỏ là chúng ta không thể upload cái file này lên được nữa. Đây, file upload. Cho nó cái lỗi vào đây.
là file đã tồn tại trên hệ thống. Ok, các bạn phải lưu ý nhé, ở cái bước này chúng ta có thể đưa ra thông báo người dùng hoặc chúng ta sẽ rename cái file đấy. Đấy, các bạn phải lưu ý như thế. Rồi, thì đấy là ba công việc chúng ta cần phải kiểm tra trước khi upload server. Rồi sau khi chúng ta upload lên server, chúng ta trải qua cái việc đi qua cái bộ test rồi thì chúng ta cần phải kiểm tra và kết luận xem thử là cái file này có đủ tiêu chuẩn để gửi đến server hay không, đúng không? Chúng ta làm việc với cái bước 3. Rồi, bước 3. Thì ở bước này, bước 3 thì kiểm tra và chuyển file từ bộ nhớ tạm lên server. Rồi. Rồi, giờ kiểm tra như thế nào nhỉ? Chúng ta if này, if cái gì đây? Chúng ta nhớ lại cái thuật toán đặt cơ hiệu nhá. Đặt cơ hiệu chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái lỗi bằng không này. Đấy, phất cơ, và sau đấy chúng ta sẽ đi tìm lỗi. Đấy, mỗi cái lỗi chúng ta sẽ hạ cơ xuống. Và cuối cùng chúng ta sẽ kiểm tra xem thử là cái cơ còn phất hay không. Đấy, thì đồng nghĩa cái việc là chúng ta kiểm tra xem thử là cái mảng error chúng ta còn rộng hay không, đúng không? Nếu còn rộng thì chứng tỏ nó không có lỗi. Đấy, để kiểm tra còn rộng một cái mảng chúng ta sử dụng cái hàm empty. Rồi, empty của error. Nếu cái này mà không có lỗi thì chúng ta sẽ thực hiện cái công việc chuyển dữ liệu, chuyển cái file chúng ta từ cái bộ nhớ tạm lên server. Đấy, các bạn để ý ở bên này, cái bộ nhớ tạm chúng ta nó lưu ở đây, server chúng ta thì nó sẽ lưu ở cái target file này, đúng không? Chúng ta thực hiện công việc là move upload file. Đấy, chúng ta chuyển một cái file từ bộ nhớ tạm lên server. Bộ nhớ tạm nó nằm ở đâu? Bộ nhớ tạm thì nó sẽ nằm ở file upload và tmp name, đúng không? Chuyển lên server là chuyển lên cái target file. Đấy, các bạn thấy không? Ok. Rồi. Thì với cái hàm là move upload file này thì nó sẽ trả về true khi chúng ta upload thành công, còn nó sẽ trả về false khi chúng ta upload thất bại. Nên vì thế tôi sẽ kẹp vào cái này một cái câu lệnh điều kiện là if move upload true. Đây. Nếu như cái này mà trả về true thì tôi sẽ đưa ra một thông báo là bạn đã upload thành công. Còn ngược lại thì tôi sẽ đưa ra một cái thông báo nữa là echo bạn đã upload thất bại. Đấy, rất đơn giản, đúng không ạ? Rồi, sau đây chúng ta sẽ chạy test cái hệ thống chúng ta xem thử là có thực hiện đúng theo những gì mà chúng ta vừa làm việc hay không. Nào, những cái gì mà comment print ở đây thì tôi tạm thời tôi sẽ xóa bỏ nó đi. Rồi, thực hiện cái việc chọn file. Tôi chọn cái file 2 này, submit. Đấy, như các bạn thấy ở đây thì nó vẫn đẩy lên, đúng không? Nhưng mà dưới này chúng ta chưa có cái việc xấu lỗi hoặc là xấu ảnh lên ở đây. Thì chúng ta vào trong cái file upload này chúng ta xem được có ảnh hay chưa. Đấy, hiện tại thì nó vẫn chưa có. Đấy, hiện tại nó vẫn chưa có. Thì có thể là chúng ta bị gặp một cái lỗi nào đấy. Chúng ta gặp một cái lỗi nào đấy thì chúng ta cần phải đi kiểm tra từng bước một như nào. Đấy, thì để kiểm tra ở đây thì tôi sẽ thực hiện công việc là print cái mảng error ra xem thử là nó có gặp lỗi ở đâu đấy hay không. Error xem thử có gặp lỗi hay không. Chúng ta sẽ reload lại. Rồi, chỉ cho phép upload ảnh. Thì chứng tỏ ở đây thì chúng ta vừa upload lên một cái phần tử JPG
đuôi là JPG rồi làm sao nó lại bảo là không cho upload ảnh nhỉ? Đây, chúng ta cùng vào đây chúng ta kiểm tra nhé. JPG rồi, trước cái bước kiểm tra này tôi sẽ echo lên cái file type ở type type ở continue đây JPG rồi, nó trả JPG về mà sao nó lại bảo cái lỗi này được. Chúng ta kiểm tra tiếp. Đây, chúng ta cùng nhìn lại xem thử là nó bị gặp cái vấn đề gì ở đây. Still too low. Chúng ta echo này rằng là đây, ta get file rồi. Phát hiện ngay lỗi ở đây là chính là cái việc chúng ta string to lower một cái target file chứ không phải là cái file typer này. Thì chúng ta sai ở đây đúng không? Thì chúng ta phải cần phải cho đúng tham số vào. Rồi chúng ta thể test lại. Continue. Đấy, bạn đã upload thành công. Đây, tôi sẽ xóa phần này đi. Đấy, phần error thì tôi cũng xóa nó đi. Thì giờ chúng ta sẽ đi vào đây chúng ta xem này. Đây là kết quả mà sau khi chúng ta upload lên đúng không? Đây một cô bé đã được upload lên từ máy tính lên server. Đúng không? Thì giờ chúng ta muốn show cái hình ảnh này lên sau khi upload thì chúng ta phải làm thế nào? Đấy, chúng ta phải kiểm tra xem thử là người dùng đã upload thành công hay chưa. Nếu thành công thì chúng ta sẽ tạo một cái phần chữ này. Một cái img như này. src bằng cái gì? Bằng cái gì các bạn? Echo cái target file ra đúng không nào? Target file. Có nghĩa là file được upload. Đấy. Target file. Thì khi nào chúng ta sẽ echo thằng target file này lên là khi cái việc mà mover upload file này thành công. Thì để kiểm tra nó thành công hay không ấy thì tôi sẽ cho một cái biến là float, một cái cờ ở đây, cờ ở đây tôi cho bằng chu được chưa, cho bằng chu, và dưới này thì tôi sẽ viết cái mã lệnh php gì nhỉ, là if nếu như tồn tại float đấy, nếu tồn tại thằng này thì tôi sẽ cho thằng này vào. Chưa? Rất đơn giản. Đấy. Các bạn phải cẩn thận nhé. Khi chúng ta xuất cái gì chúng ta phải kiểm tra xem thử là cái việc upload lên thì có thành công hay không đã. Đấy, nó thành công là mới có ảnh, nó không thành công thì nó không có ảnh chúng ta sâu lên đâu. Nên vì thế cái việc này chúng ta phải kiểm tra thật chặt chẽ vào. Rồi. À, giờ chúng ta sẽ tiến hành upload một cái file khác. Submit. Đấy, các bạn thấy ở đây thì chúng ta đã upload thành công và cái hình ảnh chúng ta vừa upload đã hiển thị lên đây rồi. Yeah. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái trường hợp là chúng ta upload một cái file mà đã tồn tại trên hệ thống. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có file 2 này hoặc lập trình ppmql.png ấy thì đã tồn tại trên hệ thống rồi. Thì giờ chúng ta sẽ thực hiện upload những file đấy thì nó sẽ xảy ra công việc gì? Nhấn vào file 2, nhấn vào upload, đấy, submit. Đấy thì nó chả lên cái gì cả đúng không? Thì khi không lên gì cả thì chứng tỏ là nó đã xuất hiện một cái lỗi gì đấy. Đấy, một cái lỗi gì đấy thì chúng ta phải phát hiện ngay được ở đây là cái lỗi ảnh đã tồn tại trên hệ thống. Nên đã tồn tại rồi. Rồi, thì dưới này tôi sẽ để một cái thẻ P ở đây. Thẻ P để in lỗi ra. Color bằng red, màu đỏ nhé. Ở đây tôi sẽ show rồi ra. Nếu gì nhỉ? Ở đây tôi echo ra này. Cô cái mảng là error file upload.
Đấy, cô phải upload chưa? Và trước khi mà xuất hiện cái lỗi này lên ấy, thì cũng tương tự phía bên dưới thì chúng ta cần phải kiểm tra xem thử là cái mảng error chúng ta, error file upload này có tồn tại hay không nào, thì chúng ta mới mới in nó ra đúng không nào. Thôi cái đấy xử lý sau. Error này. Error files upload. Đấy. Kiểm tra xem thử là nếu thằng này mà không có ròng nhá. Đấy hoặc là iset. Đấy hoặc iset. Những bài trước thì tôi đã giúp bạn phân biệt được cách mà sử dụng iset và empty rồi. Thì các bạn cần phải lưu ý. Rồi, ở đây chúng ta thực hiện công việc đóng lại. Đóng lại. Còn trước cái phần này thì chúng ta sẽ mở ra Ctrl Shift F để căn chỉnh lại code nào. Cái này tôi cho nó lên phía thôi, phía trên phía dưới như thế này cũng được không sao ạ. Nào, chạy này. Upgrade đã up rồi, nhấn vào submit. Đấy, file đã tồn tại hệ thống đúng không? Đấy. Giờ tôi sẽ đi tìm một cái file Excel tôi up lên xem thử nó báo cái lỗi gì nào. Một file Excel. File Excel giờ không biết nằm ở đâu này. Rồi ví dụ cái file là công việc này đi. Đấy, tôi đi đem nhà một file công việc như này. Tôi nhấn vào submit. Đấy thì chỉ cho phép upload file ảnh đúng không? Chúng ta nhìn thấy ở đây thì đây là một cái file docx, đây một file tài liệu 2010 Office 2010 cho nó dạng đuôi như thế này. Đây nó có kích thước đàng hoàng đúng không? Có file 8. Ok. Đấy, nhưng mà cái việc upload của chúng ta không cho phép. Nếu như cái form chúng ta dùng để upload file Word ấy hoặc là file tài liệu ấy thì chúng ta phải cho upload những cái file này lên. Còn ở đây chúng ta đang còn thực hiện cái việc upload file ảnh thì chúng ta chỉ cho phép những cái file mà chúng ta đã list ở trong phần kiểm tra này. Ok. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ thỏa cái phần trên cùng này đi để cho cái việc upload chúng ta nó nhìn nó gọn nhẹ hơn. Thì trên thực tế khi chúng ta đã upload một cái file ảnh lên server rồi ấy, thì cái việc xử lý nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ lấy cái đường dẫn này này, chúng ta sẽ đẩy vào trong database, chúng ta lưu vào một cái mảng chứa media gì đấy, hoặc là chúng ta lưu trực tiếp vào trong một cái bảng mà chứa những cái thông tin mà cần lấy thông tin của hình ảnh này, ví dụ những cái mảng bài viết, bảng bài viết hoặc là bảng sản phẩm chẳng hạn. Chúng ta cần những cái đường dẫn này, chúng ta sẽ lưu lại vào trong database, và sau đấy chúng ta muốn xuất cho người dùng thì chúng ta chỉ cần đẩy cái đường dẫn đấy đi vào cái tag img, cho vào src của img ấy, thì nó sẽ hiển thị lên cái ảnh tương ứng. Thì đấy là những cái thông tin mà các bạn cần phải nắm trong cái bài upload dữ liệu lên server này. Thì đây chỉ là hướng dẫn cái việc upload file ảnh lên server, nhưng nó chỉ có khác là gì? Khác là cái đối với file thôi đúng không? Sau này các bạn muốn upload file tài liệu thì các bạn cần phải list ra tài liệu rồi cũng có những cái đuôi gì các bạn cho vào đây đúng không? Đấy, hoặc là khi đấy cái tài liệu của các bạn giới hạn ở dung lượng bao nhiêu thì các bạn cũng phải khai báo vào trên này. Đấy, hoặc là các bạn kiểm tra xem thử tài liệu đấy đã tồn tại hay chưa thì chúng ta cũng thực hiện một cái thuật toán tương tự như thế này. Và các bạn cần phải ghi nhớ luôn là chúng ta cần phải nắm lại cái thuật toán đặt cơ hiệu để kiểm tra cái việc xử lý dữ liệu trong cái việc truyền dữ liệu lên server. Thì đấy là những cái kiến thức mà tôi chia sẻ các bạn trong bài học hôm nay, và hẹn các bạn ở những bài học tiếp theo của khóa học.